Micro không dây đã trở thành một công cụ quan trọng trong nhiều lĩnh vực từ giảng dạy cho đến biểu diễn trên sân khấu thuyết trình hội thảo hát karaoke tuy nhiên không phải ai cũng biết cách sử dụng micro không dây một cách hiệu quả nhất chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng micro không dây một cách chuyên nghiệp và đạt được hiệu suất tốt nhất trước khi sử dụng micro không dây bạn cần kiểm tra xem nó đã được kết nối đúng cách hay chưa đảm bảo rằng micro đã được kết nối với đầu thu micro một cách chính xác nếu không âm thanh có thể bị nhiễu hoặc mất kết nối trong quá trình sử dụng khi sử dụng micro không dây hãy đảm bảo rằng bạn đang đứng trong phạm vi hoạt động của máy phát sóng nếu bạn đi quá xa tín hiệu âm thanh có thể bị yếu hoặc mất hoàn toàn điều này đặc biệt quan trọng khi bạn biểu diễn trên sân khấu lớn hoặc trong một không gian rộng lớn ngoài ra hãy chắc chắn rằng micro không dây của bạn đã được sạc đầy pin trước khi sử dụng pin yếu có thể làm giảm chất lượng âm thanh và thậm chí gây mất kết nối để tránh tình huống này hãy luôn kiểm tra pin trước khi bắt đầu sử dụng và sạc lại nếu cần thiết một yếu tố quan trọng khác để sử dụng micro không dây hiệu quả là cách bạn định vị micro trên cơ thể đặt micro ở vị trí phù hợp đảm bảo rằng micro được đặt ở vị trí thuận tiện và gần miệng để có chất lượng âm thanh tốt nhất. Nếu có thể, tránh đặt micro quá gần miệng để tránh các tiếng thở và âm thanh nền không mong muốn. Đối với micro cài áo, hãy đảm bảo rằng nó được gắn chặt và ở vị trí thuận tiện để thu âm. Nếu bạn sử dụng micro tai nghe, hãy chắc chắn rằng nó được đặt đúng vị trí trong tai để đảm bảo chất lượng âm thanh tốt nhất. Tránh các nguồn nhiễu, đặc biệt là trong môi trường có nhiều người và nhiều thiết bị không dây. Cố gắng tránh các nguồn nhiễu như điện thoại di động, Wi-Fi hoặc các thiết bị khác có thể gây ảnh hưởng đến tín hiệu của micro. Điều chỉnh âm lượng. Đảm bảo rằng âm lượng của micro được điều chỉnh sao cho phù hợp với môi trường sử dụng mà không gây méo tiếng hoặc tiếng rè không mong muốn. Bảo dưỡng định kỳ. Thực hiện bảo dưỡng định kỳ cho micro bằng cách làm sạch bề mặt và các bộ phận bên trong để đảm bảo hoạt động ổn định và chất lượng âm thanh tốt nhất cuối cùng khi sử dụng micro không dây hãy luôn kiểm tra âm thanh trước khi bắt đầu biểu diễn hát hội thoại thuyết trình điều này giúp bạn đảm bảo rằng mọi người trong khán giả có thể nghe rõ những gì bạn đang nói hoặc biểu diễn nếu có vấn đề về âm thanh hãy điều chỉnh các thiết lập trên máy thu hoặc máy phát sóng để đạt được chất lượng âm thanh tốt nhất tóm lại việc sử dụng micro không dây hiệu quả đòi hỏi sự chú ý đến nhiều yếu tố khác nhau từ việc kết nối đúng cách đến việc định vị micro trên cơ thể và kiểm tra âm thanh trước khi biểu diễn tất cả đều quan trọng để đạt được hiệu suất tốt nhất từ micro không dây của bạn bằng cách tuân thủ các bước và kinh nghiệm trên bạn có thể biết cách sử dụng micro không dây hiệu quả và đảm bảo rằng bạn sẽ có được chất lượng âm thanh tốt nhất trong mọi tình huống xin cảm ơn các bạn đã xem video của công ty phan nguyễn